Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món đồ uống bổ dưỡng nữa cho một bữa trưa hè nắng nóng. Mình sẽ làm một ly sữa xì tin. Và đây là sữa hộp. Mình làm với sữa hộp nha các bạn. Một chai xì tin. Mình sẽ mua loại xì tin tăng lực màu vàng. Bởi vì cái hương vị của xì tin tăng lực này nó rất là ngon. Mình cho sữa vào trong ly. Khoảng bao nhiêu sữa đó. Rồi chúng ta sẽ khui xì tin. Ở trong xì tin nó có ga. Khi mình chế xì tin vô với sữa mình quậy lên, nó lên một lớp bọt như thế này. Mình đợi cho bọt nó lắng xuống mình sẽ vô đá nha. Cảnh gì vài phút sau cái bọt nó lắng xuống. Rồi mình cho đá vào. Ở trong những cái món đồ uống của mình á, là mấy cái video trước mình để là một, nó là bò cụm sữa, hai là rồng đỏ sữa. Ngày hôm nay là một cái loại sữa nữa, là xì tin sữa. Một trong ba món đồ sữa này thì xì tin sữa là ngon nhất. Cái hương vị của xì tin sữa nó rất là đặc biệt. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái món thức uống này cho buổi trưa hè của mình nha. Nó rất là ngon. Mọi người hãy thưởng thức nha. Rồi, mình đã cho đá vô. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một bữa trưa hè nắng nóng, chúng ta uống một ly xì tin sữa như thế này, vừa dinh dưỡng, bổ dưỡng cho mình, cho cơ thể của chúng ta tăng đề kháng, mà cũng rất là ngon. Ngon tuyệt vời. Một trong những món làm sữa thì mình thấy là xì tin sữa là ngon nhất. Mọi người hãy thử làm nha. Chúc mọi người ngon miệng.